Xin chào, hello. Welcome to the YouTube channel of Five Four Boy. How are you today? Okay, so let's challenge yourself with us today. We would like to bring you to a very special workshop by the river, by the water. And you know, background is the Nepal palm forest. And today, we will study how to make paddling or how to ride a round shape basketball like this. All right, here is a basketball by bamboo, making by bamboo by the local people in the Kamten commune of Poyan. And today, let's try how to do it. Is that difficult or not? Okay. Wow, no, it's not, because in this very nice landscape, we should study and we should treat ourselves, we should enjoy ourselves, how to make the fun in the water area with the background of 7 hectares Nepal palm trees in this area. All right, so may I introduce the rider today? The postman is Mr. Tin in the Kamten commune, and he will show us how to ride this basketball. It is very balanced. Even you see the round shaped boat. You see the round one, and the other one, see? The other one over there is not the round shape. It's not the round shape. Yeah, also by the local people. Hello, how are you? How are you? Yes. Yeah, that is the one, is a long one. But here is a round shape one. Okay, you may think that it's not balanced. No, it's balanced. All right, so let's follow Mr. Tin. He will speak in Vietnamese how to ride this boat. All right, so chào anh Tin. Hi, chào bạn. Ok, hôm nay mình đang ở Cẩm Thanh, Hội An ha. Đây là một khu rừng dâu bảy màu rất là tuyệt vời cho các cái dịch vụ giải trí, ngoài cái việc tham quan các cái địa danh lịch sử ở Hội An và ăn uống ẩm thực Hội An. Hôm nay chúng ta trải nghiệm. Anh Tín ơi, anh có thể cho biết là cái thuyền thúng này thì có dễ chèo không và chèo như thế nào anh Tín ơi? Cái thuyền thúng này thì nói chung ra thì nó cũng rất là dễ. Vì trước tiên thì du khách mình thì muốn trải nghiệm thì theo cái cách hướng dẫn của Tiên sẽ chỉ cho các bạn một cái cách chèo rất là đơn giản. Okay. Có thể là bạn hiểu, có thể là nắm cái chèo theo của mình đây. Yes. Thì theo cái quy định về cái quy lực của cái chèo á, thì nếu mà muốn chèo tới trước á thì các bạn là phải mắt phải đều. Alright, so this is the rule of the paddling. If you want to make it moving forward, you have to move this paddle very instantly. Yes. Yeah. The rhythm is similar, same together. Yes. Còn mà mấy các bạn mà muốn mà qua trái thì chúng ta phải đưa mặt qua phải. Okay, right. Wow. Qua phải thì chúng ta phải đưa qua là bên trái. Okay, yes. So if you want to turn left, you have to pedal it. You have to moving the pedal onto the left to get the boat move to the right. Wow, it's very fun. I don't know it before, right? Yeah, very good. And vice versa. Yeah, Mr. Tin. Còn các bạn mà muốn nó nhanh thì chúng ta phải dùng cái lực nó mạnh hơn. Có nghĩa là tôi sẽ thấy là cái gì mạnh nhanh thì dùng lực nhiều. Yeah. Tay. Và chúng ta lưu ý là cái cổ tay chúng ta phải dùng cho nó đều, nhẹ nhàng mà đều. Yeah, okay. So he told me that if you need to move this one forward very quickly, you have to be holding this one very tight, very strong, and get it move into the water very, very strong, very, very strong. Okay, so it make it moving faster and faster. Mr. Tin, can you try faster, faster and faster? Yeah, faster and faster. Wow. Okay, that's it. Rồi. Tiếp theo đi anh Tin ơi. Thì còn mà chúng ta mà muốn thêm một cái trải nghiệm mà đặc biệt hơn nữa là có thể là lắc cái thúng. Lắc cái thúng. Rồi. Tức là không dùng cái chèo này lắc. Không dùng cái chèo này lắc, có thể là dùng lực bằng cái chân. Té làm sao? No, it's not stable now. Oh my god. I'm holding this one. Wow. Wow, he make this one. Jump up and jump down. Wow, okay. Right. Oh my god. You are right. It looks very good. I am very experienced with you now, right? Thank you, Mr. Tin. Come on. Okay, thank you. Yeah. Come on, bud. And
Okay, let's try one round along the Nipa Palm Forest. So, can you recommend something about the village of Khom Thanh? Okay. Anh Tín ơi, anh có thể chèo chúng tôi đi một dọc quanh cái khu rừng dừa này, anh giới thiệu đôi chút được không ạ? Okay, là bạn có thể là đi theo hướng này ạ. Dạ rồi. Wow, you see, we are moving to the channel. Wow, the water channel is look very nice, pretty inside here. And I'm looking forward to seeing some animal, some water animal in here. Wow, do we see something here? Rồi đây, chúng ta đang đứng ở đây thì sẽ thấy một quả dừa nước. Oh, quả dừa nước. Đây, quả dừa nước. It's the fruit. Okay. Nhiều quả đây, đúng, có rất nhiều. Wow, there are more and more, much more fruits of the Nipa Palm. Okay. You know, you see the fruit is available only in 1 year. 1 year, one bunch of the fruit like this. There are many branches, many branches of the fruit. Is it really big and it weight? Oh, wow, it's weight. Đây là những cái muối già. Đây là những cái muối mà muối chắc ăn được, còn đây là những cái muối nếp. Okay, he is very experienced about this fruit. Okay, you see the old brand of the fruit, and this is the young one, right? So we can eat it now with this one. Okay, but okay, leave it for the local people, for the villager. Okay, just looking. But you know, I'm very, very happy looking at this one because this look very different from the coconut that we are seeing on the land, but here is the seawater coconut. Wow, see? Seawater coconut. Oh, it is Nipa Palm and it's very large, very huge here. Okay. Wow. Anh Tín ơi, mình đi tiếp cái hướng đó thì tôi đang rất là hứng khởi này. Hứng khởi quá anh Tín này. Wow, ở đây thấy nhiều cái thuyền thúng quá, nhiều cái thuyền thúng như nhà mình nữa nè. Đây, thuyền thúng nào cũng đẹp ha. Thì đây là cái thuyền thúng này là sẽ để đây để chờ đón khi mà du khách đến ra, là những cái điểm bước để đón khách để đi tham quan cái thuyền dừa này. Đây là điểm đón tiếp. Wow. The standby boat are waiting for tourists coming because right here is supposed to be the reception desk. There is the bridge reception desk to welcoming tourists coming to the land belong to some owner in this area. Wow, I'm looking at the wow, you know, this is a huge area. Wow, and leaf of the Nipa Palm. Wow, I see in there is a flower. It's a flower in there with the thing. Wow, there's a flower inside. Okay. Anh Tín ơi, ở dưới cái gốc cây có những cái gì giấu gì trắng 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 ở dưới gốc cây vậy? Thì đây là những cái là cung hào. Cái con này thì nó đang sống đấy, nó đang bám vào trong cái thân cây đó. Wow. Con này là chúng ta có thể là ăn được, tại vì là nấu cháo ăn được. Wow, excellent. Wow. So this is very, very fruitful products inside here, right? Okay. Much more thing to see here. Okay, anh Tín ơi, ở đây có con gì không? Cá, cua gì không? Đó, ở đây thì nói chung thì cái hệ động vật thì cũng rất là phong phú. Ở đây thì có nhiều lụa cá, cua. Thì ở đây thì đặc biệt thì sẽ có cái lụa cua thì có 3 lụa cua. Thì một lụa thì cua càng nó sẽ càng là màu vàng. Còn một lụa thì càng nó sẽ là càng màu tím. Wow. Và một lụa thì càng sẽ là màu đỏ. Mỗi loại như vậy thì có đặc trưng và có tên riêng. Okay. Con càng đỏ thì họ gọi là con cua học trò. Wow, excellent. Con càng màu vàng thì họ gọi là con cái. Và con mà càng màu tím thì họ gọi là con nha nha. Okay, wow. So excellent. He just explained about one of the special crab in this ecological zone of the Nipa Palm forest. He explained that there are three type of crab in this. If you see the this one of the crab, this one,
in yellow is mean that this is for you know the if in red this is the student or the pupil. They are the pupil crab. Yes. And also the purple crab. Wow. Ok, mình đi vào đó mình thấy con màu tím quay quay luôn cái con màu tím. Đó anh tính cái ngay chỗ mất ngay chỗ trong cái cài tính cho đó sẽ nhìn đó anh nhìn nhanh nhìn giúp ta cho nên nhìn thấy đó đó ngay ngay cái chỗ mục mục đó chỗ mục mục đó màu tím là tượng trưng cho cái gì đây con nha nha con nha nha ồ màu tím con nha nha màu vàng là con cái oh yeah that is the purple with the name nha nha is a very local name. Very local name of the crab. Yeah, you are seeing there. Oh, excellent. And also, if you see the, if there is some yellow crab who are moving around here, that must be female. That must be female crab. Wow. You know the Compton Camille is the one of the ecological zone belong to the community-based tourism project by Quang Nam Province. Next to Hội An Old Quarter, yes. So the total natural land area is about 900 hectares with a population of about 7,000 inhabitants. And the Compton village has a complex of topography which is fragmented by multi rivers and canals which accounts for to nearly 40% of the total land acreage. Wow. And the most well-grown and common plants seen are Nipah palms, of course, which creates a diverse and scenic mangrove ecosystem in here. Wow, the majority of the Nipah palms were planted by the local people, and the golden age of the Nipah palm vegetation occurred during 1980s with coverage of hundreds of hectares. Since 1991, the Nipah palms area have been greatly reduced due to land being reclaimed for aquaculture and soil making purpose. Current Nipah palms is only less than 65 acres, but it's still beautiful. And you know, this village ever used by the Vietnamese soldier or Viet Cong as a hidden place. You know, hidden place for the Viet Cong at the night time after hidden themselves in the tunnel they move here to stay under the water in the water yes wow rồi bây giờ anh Tinh thử anh Tinh có cái câu này anh Tinh sẽ thử một cái chúng ta thì sẽ bắt cái con hào này trực tiếp để chúng ta sẽ làm cái mồi để mình câu con cua ở đây à vậy à bây giờ cái mồi là từ con hào này đúng rồi mồi là từ con hào Mr. Tin is now getting the special food for fishing the crab in this channel rồi, he will try to get okay rồi, phía trước chúng mình thì bạn sẽ thấy đây là con cua màu đỏ các bạn sẽ thấy con cua học trò wow the student crabs the pupil crab because the yellow of but the color of the crab is red excellent and also the you know the purple color as well wow excellent there are a lot of crab in red over there I think the students are now the school of time so they are about coming back home wow excellent Right, so our boat band will be
fishing a crab who are climbing onto the tree of the palm. Okay, you know the food is taken from the oyster. The oyster is climbing there, you see? Wow, there are some crab there. Okay, we wonder if Mr. Tin can catch one or not of the crab right there. I think we are looking at the crab purple color. Yes, yes, okay. He's trying his patience. He's very patient to get fishing of the crab. He wish, yeah, he wish that he could fish one crab right there. Okay. Thưa các bạn, anh Tin là anh đang câu cua đó các bạn. Anh Tin anh đang dùng cái mồi từ cái con hàu nó bám trên cây đó. Lấy cái mồi để làm mồi để câu hàu. Rồi anh Tin đang là chăm chú hết sức để quay cái hàu. Yeah, có thể là rất là khó để câu cái con cua này đấy. Nhưng mà anh Tin nên rất là nỗ lực này. Lấy con hàu làm thức ăn cho cua để câu. Đấy, đã câu cua đây. Rồi, à, như vậy là trong này như anh Tin giới thiệu hồi nãy có rất nhiều loài cua. Trong đó có ba loài đặc trưng, đó là màu tím và loài màu vàng và loài màu đỏ. À, phân biệt ba màu ở cái khu rừng dừa bảy màu này. Không ở đâu mà chúng ta thấy nhiều loài cua màu đa màu sắc như thế này đâu. À, hôm nay là thưa quý vị, YouTuber Dương Đình Hữu và team đang đến với rừng dừa Bãi Mộc để chúng ta bắt đầu quay cảnh tập chèo thuyền thúng và câu cua ở tại rừng dừa Bãi Mộc này. À, mời quý vị vào video chính của chúng tôi để xem cái video clip dài hơn về cái trải nghiệm chèo thuyền thúng và học chèo thuyền thúng cùng với việc câu cua câu cá ở tại rừng dừa Bãi Mộc Cẩm Thanh như đây. Đây rất là đẹp. Xin mời quý vị đón xem tại kênh của Dương Đình Hữu, 54boy. Vâng, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị nha. Okay, now time for fishing the crab in the tree of the grove or in the tree of the sea water coconut. Sea water coconut, it looks very interesting, huh? Haven't heard about that. Wow, you see green. Because the community-based tourism by the Cẩm Thanh people and the government was organized by Quang Nam province. For many years, they come here and train for the local people to do business with tourism industry. Interesting, very interesting. Yes. Okay, and he keep fishing, going fishing. He try to get at least one crab today. Yeah. Okay. Now the crab is trying to get escape from him. Uh-huh. If we are lucky enough, we will get one today. Yes, the big one in the cave. The crab is hiding himself in the cave. Wow, try to get it. Try to get it. Oh, run away. Yeah. Wow, we are looking at some more fishermen who are riding boats on this channel. You know, the channel is now welcoming some other local people. Yeah, fishermen. Thank you.
Okay, we are is oh we are about getting it. Go go qua đây go. Go go qua đây. We are going to getting one of the crab. Wow, let's go. Yeah, well done, well done. Wow, thank you very much. Okay, good job, good job. Yeah. Okay, I have one crab today. Excellent, good job, Mr. Tin. Thank you. Rồi anh Tin là bắt được một cái con cua rồi, câu được một con cua rồi quý vị ơi. Câu được rồi. Mừng quá, mừng quá. Yes, yes, yes. Okay. Right, bây giờ hành trình của chúng ta còn dài ha. Chúng ta ra sông lớn đi, chúng ta chèo thuyền và tập chèo thuyền nữa. Bây giờ chúng ta lại đi trên con kênh này ra sông lớn quý vị ha. Okay. Oh, you know, I'm challenging myself how to get paddling of the round basket boat like the local people, like the fishermen. Wow, easy, first time I'm doing this. Yes, yes, I can. You know, I remember that. Tell me how to turn left if we turn this paddle into the right, and how to turn right if we turn this paddle into the left. And I hope that I can move forward. Move forward. Yeah. I'm done. I think I can do it. Yeah, I'm now moving to into the river. Yeah, excellent. Yes, okay. So now Mr. Tim will continue his job to move forward into the big river over there. Okay. Wow. Chú bên kia, tí nơi mình thấy chú có mang lưới đi theo là chú thả lưới à? Chú đi thả lưới á. Chú sắp thả lưới. Ok. Ở đây là thả lưới của chú vào buổi tối à? Đúng rồi, buổi tối. Như vậy là những người dân sống ở vùng quanh đây người ta chuẩn bị đi thả lưới. Đúng rồi, đây thả lưới. Đây thả lưới. Còn mà đâm chú bên kia thì đánh đánh bắt vô rồi. Coi được quanh đây là họ chỉ thả lưới quanh đây thôi hả? Ở đây thả lưới. Rồi các bạn ơi, mình sẽ xem một số hoạt động thả lưới ở chỗ này. Trong lúc mình chèo, mình chụp giúp anh. Cái đuôi này đẹp quá. Rồi. Đó, đá dừa kìa. Ha ha ha.
thưa quý vị, chúng ta vừa xem một ngư dân ở đây thả cái lờ xuống ở dưới sông. Cái gì? Cái lờ. Cái lờ. Wow, cái lờ. Nghe lạ quá. Cái lờ nha quý vị. Cái lờ này thả bây giờ á thì khoảng 3 giờ sáng là chú này người ngư dân này phải quay ra lại đây để giơ cái lờ lên để bắt cá. À hay quá ha. Ban đêm và bắt cá cũng ban đêm luôn. Okay. Yes. So I just explained that the fisherman is putting the special netting for netting wow, this is like a fishing net into the river now, and he's come back here. He will come back here at about 3 o'clock in the morning to raise the fishing net up for catching the fish. Wow, that is a good collection of the fish in this kind of river. Ah, excellent. Okay, so now our job is to continue to move a little bit that way to be very good view into the big river. It's not very far from the Kurodai seaport from here, but today we are going to look at the view over there. It's gonna be Kurodai estuary or Kurodai seaport over there. Yes. Very fun. Is it about now is the sunset time and we are getting very nice activity on the river of Kampen Kamiu. And you know, you see the basketball, the round shape basketball. Its last is about 3 meters. Yeah, this is a 3 meter, and it's gonna be you know, the control by the local rider Mr. Tin here. He is very experienced in riding local basket round shape like this. You see basketball making by bamboo. It is very balanced. It looks very safe. I'm feeling safe myself, and also he is very very, you know, self-believe that he is in the safety. Wow. The history of the village of the Nipa Palm Forest is that a long time ago, the local people here come to the Mekong Delta, south of Vietnam, next to Saigon or Ho Chi Minh City, named Mekong Delta over there, and they took the grove or the Nipa palm tree like that from Mekong Delta to here to grow it here into the water, and later it's becoming the hidden place for Vietnamese soldiers. You see, 7 hectares, and each hectare were arranged by one local man in here at the first time of foundation of this village. Wow. Vâng, thưa quý vị, mình vừa nói về cái lịch sử của rừng dừa bãi mẫu ở đây. Tại sao là bãi mẫu? Vì ngày xưa là người dân địa phương ở đây, người ta vào ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, người ta xin cái cây này về, hoặc là người ta lấy gạo với lúa ở đây vào trong đó đổi với cái người ở đó. Tại vì là đặc trưng của cái vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long là rất nhiều cái cây đước, cây này, và người dân ở đây đã dùng lúa thóc gạo vào đó để đổi cho cây này ra đây để mà trồng tại khu vực này. Yes. Ok, đó là cái lịch sử của vùng rừng dừa bãi mẫu Cẩm Thanh ở đây ha. Và người dân ở đây là được đào tạo để phục vụ du lịch với các cái dự án du lịch cộng đồng. Như thế này thì người dân có cơ hội để mà phục vụ cái du lịch và để mà cái cải thiện đời sống sinh kế của người dân ở đây. Đó chính là cái nét, cái đặc trưng của cái du lịch Hội An. Du lịch Hội An không những là du lịch bảo vệ môi trường, không những là du lịch cho cái khu phố cổ, mà còn là nơi phát triển những cái dự án du lịch cộng đồng như thế này. Đó, tại cái địa phương mà có thể người dân trước đây làm nghề chính là nghề đánh cá, bây giờ người dân được chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình sang cái hồ kinh doanh với cái việc chèo thuyền thúng để phục vụ khách du lịch như thế này. Và có khoảng 1.000 cái thúng ở địa phương này quý vị, 1.000 cái thúng của các cái hộ dân ở hai thôn 2 và thôn 7 người ta phục vụ kinh doanh du lịch với mô hình du lịch cộng đồng như thế này. Wow, I tell you that there are about 1,000 of the bamboo basketball sizes for serving the tourism industry in the community base of Cẩm Thanh Kamiu. Yes, excellent. Yes. Good job. Tại gần đây mình sẽ chỉ cho quý vị thấy đây là cái trái dừa nước này.
cái trái dưa nước đó. Cái trái dưa nước này có thể ăn được, nhưng bây giờ chúng ta thấy không, có một cái mầm lên đây rồi, mầm của trái dưa này. Thì người dân ở đây sẽ lấy cái trái này để trồng ha, để trồng để cải tạo, để phát triển thêm, để duy trì, để bảo tồn cái khu vực rừng dưa nước này. Alright, ladies and gentlemen, to preserve and protect this Nipah Palm Forest as an ecological tourism project, the local people and the fishermen getting the fruit from the Nipah Palm tree over there, and they are waiting for the new tree who are just raised up or grow up from this fruit. This is the new tree, gonna be the new tree, and the local people will grow it again in the land, in the water here, and making it another tree, another bunch of Nipah palm tree here. Yes, this is a very good job by local people here. Thank you so much, and I think I will keep this one and try with him to do it, to grow it in the land, to get the Nipah palm forest bigger, getting bigger and bigger, and that could be helpful for the local people, for the fishermen in here. Yes, excellent. And the last thing I would like to tell you that, you know, if you're looking to the background over there with the big river, more fishing boats and more fishermen who are living on the boat around here, that is a good background for us to see. And of course, this is a very, very cool place. It's located very, very close to Hội An. And then you may try to stay much longer and longer in Hội An to have a chance to be this Nipah Palm Village, because this is one of the good project by the government, by the Quảng Nam government and Hội An government. And this project is to be expected to be used and to execute activity to gradually improve the environment and protect wetland biodiversity and tourist landscape as a critical need. Yes, this project across raising people awareness of the significance of Nipah palm through training activity, supporting the local Nipah palm dependent people to shift to other suitable occupation. Yes, occupation, and then I think